mỗi khi đi mua quà tặng cho người thân của mình vào những cái dịp ngày lễ là thực sự bản thân Hương cũng rất là đau đầu luôn. Mình có rất là nhiều cái lo lắng, mình không biết là làm sao để mình chọn được một cái món quà mà người nhận họ cảm thấy vô cùng vui, đúng không ạ? Thứ nhất là Hương rất là sợ tặng một cái món quà mà người ta không có dùng đến. Chính vì cái điều đó nó làm cho mình có một cảm giác là cái món quà đó nó hơi bị lãng phí một tí xíu. Cái yếu tố thứ hai nữa là tặng một cái món quà nó không có cái gì đặc biệt, làm cho người ta khi mà nhận được rồi thì người ta cũng không có nhớ đến cái món quà đó là của ai cả. Và cái yếu tố thứ ba là vô cùng sợ luôn, đó chính là mình rất là sợ mình lựa chọn một cái món quà nó là hàng dởm, hàng kém chất lượng thì người ta sẽ nghĩ là mình là một người thiếu tinh tế đó. Và chính những cái điều lo lắng như vậy, khi mà Hương tặng quà cho ai đó đó thì Hương suy nghĩ rất là kỹ luôn. Mình phải suy nghĩ rất là kỹ và mình muốn là một cái món quà đó nó phải có sự hiện diện của chính mình, để khi mà người ta được nhận, người ta sẽ cảm thấy rất là vui và người ta sẽ nhớ đến mình, đúng không ạ? Hôm nay Hương sẽ chia sẻ cái cách mà Hương hay lựa chọn quà để mà khi người ta nhận được cái món quà, người ta cảm thấy rất là bất ngờ và đặc biệt là người ta sẽ nhớ đến mình mỗi ngày luôn nha. Đầu tiên đó chính là nước hoa. Nước hoa là một cái sản phẩm mà hầu như ai ngày nào họ cũng sử dụng, bởi vì nó mang lại một cái cảm giác dễ chịu nè, thoải mái cái tinh thần nè, và nó làm cho mình tạo ra một cái đẳng cấp rất là riêng. Và quan trọng là chúng ta phải lựa được một cái mùi hương đúng với lại cái sở thích của người nhận nha. Rồi yếu tố thứ hai là khi Hương lựa chọn một cái món quà thì Hương sẽ thường khắc tên trên mỗi một cái chai nước hoa. Mọi người có thể khắc ở trên đây nè một cái tên hoặc là một cái câu chúc gì đó, để khi mà người ta sử dụng, người ta xịt như vậy nè, tự nhiên người ta cầm và người ta nhớ tới mình. Đó là một cái điều vô cùng đặc biệt. Và Hương nghĩ là khi tặng nước hoa chắc chắn cần phải khắc tên của mình hoặc là tên của người được nhận, để người ta sẽ cảm thấy được sự hiện diện của mình và vô cùng đặc biệt nha. Và yếu tố thứ ba nữa đó chính là để tránh cái trường hợp mà mua phải hàng giả, hàng dởm, kém chất lượng, thì mọi người nên lựa chọn một cái shop mà nó phải có được cái phiếu bảo hành hay là cái cam kết. Để làm gì ạ? Để khi mà nó có bất cứ một cái vấn đề gì đó thì cái người nhận quà họ sẽ tự liên hệ đối với cái shop này, nó phải có số điện thoại, họ có thể đổi mùi nè, họ có thể nói bất cứ những cái vấn đề gì mà cảm thấy cái người nhận họ cảm thấy vô cùng khó chịu thì họ có thể tự liên hệ. Đó là một cái điều mà Hương cảm thấy là rất rất là cần thiết luôn nha. Rồi sau khi những cái chia sẻ của Hương thì hy vọng là mọi người khi chúng ta lựa chọn một cái món quà, chúng ta sẽ có thêm được nhiều cái yếu tố tạo nên một cái sự bất ngờ cho người được tặng nha.